Xin chào tất cả mọi người. Trong cái lô hàng về đợt này từ Anh Quốc của Ngọc Hạo thì trong đó có một cái cặp loa rất là đặc biệt. Đó là một cái cặp và loa full chuyên để chúng ta hát karaoke, nghe nhạc cũng được, nhưng mà cái thế mạnh của nó chuyên để hát karaoke. Một cái cặp loa full đến từ Anh Quốc của hãng Sennheiser, rất là đẳng cấp luôn. Đó, theo một cái cặp chân như vậy, cả loa và cả chân mà với mức giá cực kỳ rẻ luôn mọi người. Cái này nó cũng sẽ được là sản xuất hoàn toàn tại Anh Quốc luôn mọi người nha. Đó, và một cái cặp loa full Hạo về trong lô hàng của Ngọc Hạo chỉ có một đôi duy nhất mà thôi. Cái này hát karaoke thì thật sự với mọi người là đúng bài luôn. Đây, cái logo của thương hiệu Sennheiser này. Thì các bác anh chơi nhạc, nghe nhạc thì mọi người cũng biết là thương hiệu Sennheiser là một cái hãng âm thanh mà một trong những cái hãng âm thanh lớn hàng đầu và cũng là lâu đời nhất của Anh Quốc nha mọi người. Những cái dòng loa nghe nhạc của Sennheiser thì rất là nổi tiếng. Ngọc Hạo đã từng bán qua, được cộng đồng đam mê âm thanh đánh giá rất là cao về chất âm. Còn cái model này hôm nay Ngọc Hề về Hạo về cái loa full Sennheiser CXI821, nó cho cái chất âm của nó nghe đánh karaoke nó đã đấy mọi người. Âm cao nó sáng và dài tiếng, trung âm thì lồng lộng, giúp cho lời hát nhẹ rõ ràng, rất là dễ ca luôn. Đặc biệt ngày hôm nay thì mọi người thấy đó, về trong tình trạng rất là đẹp, nguyên bản nguyên zin hết như vậy, có cái một cặp chân luôn. Đó, chân kèm theo một mức giá một Hạo gửi cho mọi người, với cái mức giá phải nói là rẻ vô cùng luôn mọi người. Nó chỉ ngang với một cái cặp mà bâu 301 AV monitor thôi, nhưng mà hát thì nó sẽ chuyên người và nó đẳng cấp, nó uy lực, nó hay hơn rất là nhiều. Đó, mọi người thấy đã chưa? Cái dòng mà chuyên để mà hát karaoke loa full cao cấp thì từ từ cái chất của nó là như vậy này. Đó, mọi người mua thì Ngọc Hạo sẽ tặng thêm một cái cặp dây vậy để cho mọi người về mọi người cái jack neutric á, tặng luôn cái cặp dây luôn nha mọi người. Chân kèm theo đó, một chiếc của nó là 77 kg này, 8 ohm này, 275W, được sản xuất tại Anh Quốc. Mọi người thấy in lần không? Đó, in lần này. Để cái giá ngày hôm nay Ngọc Hạo gửi tới cho tất cả các bác các anh chỉ có 15 triệu mà thôi. Đó, siêu rẻ luôn á mọi người. Lâu lâu mới gặp một cặp như vậy để Hạo quay bên này, chứ không có nha. Mọi người về có cái cây mọi người để như vậy nó sang lắm, chút xíu mọi người chờ Ngọc Hạo sẽ test thử, Ngọc Hạo hát cho mọi người nghe luôn, và cũng như test một cái đoạn nhạc nhỏ để cho mọi người nghe nhạc cũng rất là ok mọi người. Đây, đưa cho mọi người xem này, ở trên thế giới nha, mà chưa tính tiền ship về Việt Nam mà người ta bán cái model Sennheiser CXI821 là với mức giá là 765 euro. Đó mọi người, nhân cái tiền, hình như tiền euro là nó mắc hơn cả tiền USD nữa mọi người. Đó, khoảng mà chưa tính tiền ship về Việt Nam, 765 euro là chừng đâu, là để Hạo coi hình như 19 triệu á, chưa tính cái tiền ship mà từ bên Anh Quốc về Việt Nam là cũng phải rất là mắc. Mà ngày hôm nay Ngọc Hạo về và Ngọc Hạo gửi tới cho tất cả các bác anh mức giá chỉ có 15 triệu thì thực sự với mọi có chân rồi kèm theo cái dây thật sự là quá rẻ, rẻ vô cùng luôn. Tại vì về trong cái lô hàng của Ngọc Hạo á, Ngọc Hạo về cái lô nó nhiều đôi vậy đó, nên họ mua với cái giá tốt thì Ngọc Hạo vẫn sẽ gửi tới mức giá tốt cho mọi người thôi. Đó, bây giờ thì Hạo gỡ cái lưới ra nha, để cho mọi người xem bên trong. Rồi, đây là bên trong nha mọi người. Đó, cái này mà Tết này mọi người sở hữu về, chúng ta vừa nghe vừa ca trong gia đình thì quá là tuyệt vời với cái đôi này luôn. Thật sự với mọi người là nghe cái dòng loa full á thì nó chuyên cho cái dạy lời ca và dạy cao. Đó, nên chúng ta nghe nó đánh, mình hát cái tiếng nó hay lắm mọi người. Hát nó nhẹ, nó rộng, nó rất là dễ ca luôn. Thiết kế của nó, đây là cái bát của nó là với đường kính là 20. Đó, cái bát là đường kính 20 và cái thiết kế bát này, mọi người thấy nó làm nó có những cái đường gân này, nó cũng rất là đặc biệt luôn. Nó giống như cái dòng mà loa file của thương hiệu Anh Quốc á. Nó kết cấu này nó giúp cho cái loa nó di chuyển đồng đều hơn, để mà mọi điện trên cái gân loa giúp cho âm thanh sẽ được sộn chuẩn xác hơn nha mọi người. Đó, vì là nguyên trên cái này á là hãng người ta thiết kế vậy chứ không có vít nha mọi người, chứ không phải là nó bị rơi rớt đâu. Đó, bên này cũng vậy, hàng cũ mà trên thế giới người ta bán cái mức giá 19 triệu thì mọi người biết là hàng mới là chắc cũng mắc lắm mọi người. Hàng mới cái này á, chắc cũng phải 60 triệu á. Đó, rất là đẳng cấp luôn. Đó, cái trap của nó là trap kèm sâu bên trong, mọi người thấy bên trong này nó sẽ có một cái lớp mà cái có cái màng để chúng ta che bụi, che côn trùng. Cái màng này nó có cái tác dụng tản âm luôn, giúp cho âm cao nó chia ra và nó lan tỏa, làm cho âm nó đầy trong cái không gian khi mà mọi người hát á, giọng ca nó nhẹ nhàng, nó dễ hát.
hai bên họng kèn thì được áp cái vật liệu nó cũng rất là đặc biệt, nhìn cực kỳ phong cách luôn. À, tác dụng thì Hảo cũng không biết để làm gì, nhưng mà nhìn nó cũng rất là đẹp mọi người ha. Đây. Mọi người thấy chưa này, trên cái vị trí mà nó áp cái lưới á, cái lưới sắt á, vừa nãy Hà Ngọc Hảo gỡ ra đó, thì mọi người thấy là người ta sẽ làm một cái ốp mút để mà nó chống rung luôn nha mọi người. Một số loa hát lớn sẽ gây rung và va chạm lưới vào cái thùng loa, nghe nó rè khó chịu. Và cái loa này nó cao cấp, hạng người ta làm cái lớp mút ở trên đây luôn này. Đó, họ làm rất là kỹ luôn mọi người, để cho nó không bị rung va chạm với lưới. Từ đó thì chúng ta hát cũng cực kỳ chất lượng, rất là hay luôn. Mọi người rời trên này nó rất là mềm luôn mọi người nha. Và loa thì tuyển loa đều đạt hết, nguyên bản hết. Đây, lỗ thông hơi ở phía trước. Với mức giá thì có 19 triệu, à quên, với mức giá thì có 15 triệu tại Ngọc Hảo Audio Sài Gòn mà thôi. Và cái chân loa, tính luôn cái chân thì là nó sẽ là cao, chân và loa là cao là 1,5 mét nha mọi người. Đó, để trên cái chân nó rất là sang luôn. Cái còn đối với cái kích thước của loa là cao là 56, ngang là 28 và sâu là 23. Thì cái loa này để trên chân vậy nó mới đẹp mới sao mọi người. Nên Hảo tặng kèm cái chân cho mọi người luôn. Đó. Cái lỗ thông hơi người ta thiết kế nó cũng đặc biệt lắm. Về cái này các bác các anh mọi người chỉ cần một cái âm ly, à, rồi chúng ta hát cho mọi người. Đó, những cái dòng ví dụ F450 rồi đó, mọi người sắm mọi người hát, hoặc là van đẩy này kia, mọi người kết hợp với cái model này chúng ta hát cực kỳ hay luôn. Cũng có thể nghe nhạc chất âm rất là ok nha mọi người. Sản xuất hoàn toàn tại Anh Quốc với mức giá 15 triệu quá rẻ luôn. Rồi bây giờ thì Ngọc Hảo sẽ hát một bài nha. Đây, để Hảo lấy cái truyền pháp TV hát trực tiếp cho mọi người luôn. Thank you.
Với mức giá 15 triệu là nó quá rẻ ở trên thị trường luôn. Bác và anh nào lấy thì mọi người nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo qua số điện thoại ở góc màn hình. Xin chào và hẹn tất cả mọi người ở những clip tiếp theo của Ngọc Hảo nha.